bây giờ còn chưa thuộc hai câu, chỉ có đúng còn đúng hai câu thôi. Có nghĩa là một cái câu là hứa hứa giữ lòng chung thủy rồi thịnh vượng gian nan mạnh khỏe gì đó, xong câu thứ hai là xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nên cha và con là thánh thần, amen. Đó, sau cái này á là lúc đó mình sẽ có vợ. À, sau cái đó là có vợ. Ừ, đúng rồi, sau cái câu vậy mà là phải nói tự tin lên. Không, không tự tin nổi đâu. Sao sao không tự tin? Thì sau này mà có vợ có chồng thì được biết, nó có nhiều cái mà mình không nói ra được đâu. Không nói ra được. Sao vô thấy? Hoàn cảnh á, vô hoàn cảnh á thì mới biết thôi. Trời ơi, lấy vợ mà nói là vô hoàn cảnh. Không, đi vô ai đó mà vô cái hoàn cảnh như vậy á. À, thì mới cảm nhận được chứ kể không được đâu, thiệt luôn. Chưa trải sự đời. Nãy giờ anh Cua ăn cũng mới có mấy miếng à. À, giới thiệu lại các bạn nha, ngày hôm nay thì anh Cua sẽ đi đám cưới một người rất là đặc biệt trên kênh của anh Cua, là cameraman. Là từ trước tới giờ kênh của anh Cua là anh cameraman là xuyên suốt quay rất là nhiều video cho anh Cua, và ngày hôm nay thì là ngày đặc biệt là anh cameraman lấy vợ, thì anh Cua sắp xếp công việc mọi thứ để mình tới dự. Chắc chắn cỡ nào mình cũng phải có mặt. Và sáng ngày hôm nay mới có 7 giờ rưỡi sáng thôi, thì anh Cua chuẩn bị từ Sài Gòn mình sẽ đi tới Vũng Tàu, tại vì lễ cưới sẽ tổ chức ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mình đang ăn sáng miếng gà ở đây là số 16 Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Hiện tại là thành phố Thủ Đức nha, ở đây là quận 2 cũ á. Thì đây, một tô miếng ăn sáng. Ăn sáng cà phê tình tan xong là mình sẽ bắt đầu đi. Nãy giờ mình ăn lựa cái đùi gà ăn hết rồi. Gần hết rồi. Ở đây có một chi nhánh ở bên quận 1 nữa, ngoài số 43 Mạc Đĩnh Chi. Ở đây miếng gà thì cực kỳ ngon và cũng rất là nổi tiếng luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn mà có dịp á, mình ghé ở đây mình ăn. À, kêu một tô lòng. Ở đây là một tô lòng đầy đủ luôn, có huyết rồi trứng non. Cái này trứng non này của còn lại của chế thiếu tôm nè. Hồi nãy tới 3 trứng là ảnh Cua ăn rồi. Rồi có huyết, rồi gan, rồi dồi trường. Này mề đầy đủ. Anh Cua sẽ ăn cà phê tình tan xong rồi tụi mình sẽ đi, tại vì lễ là bắt đầu từ 4 giờ chiều lận, nhưng mà mình sắp xếp mình ra trước để mình có cái gì đó hay hay rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bữa nay kiểu như là nghỉ mấy ngày liên tiếp luôn á, và mình chạy show đám cưới, tại vì còn trong tháng giêng là đám cưới đám hỏi nhiều lắm. Thường thường qua Tết là trước Tết với qua Tết là đám cưới đám hỏi liên miên. Trước giờ là anh Cua toàn là đi đám cưới đám hỏi của người ta không luôn á, là đi quá trời đi luôn. Mà đúng là ngay những dịp cuối năm trước Tết với sau Tết. Đây là chén nước mắm của anh Cua làm nha. Mắm ăn với cơm gà. Có gừng. Chú chanh như chú quýt bự. Con ăn này con. Trời, trứng nó ngon lắm. Con ăn không? Dạ. Con đói bụng mà. Cho con miếng. Ăn đi. Mày ăn không vậy hả? Ăn với đồ chua. Đây. Con nước sôi kìa. Đồ chua. Đồ chua. Đồ chua kia xem sao. Chưa ngon đúng không? Cô biết là chưa có ngon đâu vì chưa làm xong. Đúng không con? Tại vì chưa có nước chấm. Đúng rồi, vậy đó. Hết rồi con. Còn mà nữa. Cái đồ chua này nó giòn. Ừ, giòn. Ăn này no rồi.
ăn đi, gặp gì ăn đấy, cứ lấy ăn tự nhiên đi, muốn ăn gì ăn. Anh Pedro Nguyễn Thanh Toàn nhận em Maria làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Ủa còn một tiếng nữa là làm lễ rồi mà giờ sao chú rể còn ngồi ở trong bếp? Tại vì bây giờ phải tự nấu rồi tự thay đồ, tự chẳng lẽ con còn thay đồ giùm tự đi cưới cô dâu luôn, cứ lại là phải tự hết, tự hết, tự nấu, tự nấu đãi khách. Biết món này món gì không? Đây là món tôm dùm. Tôm dùm thơm lắm. Ủa cái này là thịt heo. Cái này là nấu 10 ký xương heo đúng không? 10 ký xương heo nó ra được cái nước cốt của xương, ngọt từ thịt, ngọt từ xương nè. Cái cháy lắm, thử một cái. Trời ơi, thử ngửi. Nhưng mà còn tiếng nữa là vô thánh đường đó. Bây giờ còn chưa thuộc hai câu, chỉ có đúng còn đúng hai câu thôi. Có nghĩa là một cái câu là hứa. Hứa giữ lòng chung thủy rồi thịnh vượng gian nan mạnh khỏe gì đó. Xong câu thứ hai là xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nên cha và con là thánh thần. Amen. Đó, sau cái này á là lúc đó mình sẽ có vợ. À sau cái đó là có vợ. Ừ, đúng rồi, sau cái câu vậy mà... là phải nói tự tin lên. Không, không tự tin nổi đâu. Sao không tự tin? Thì sau này mà có vợ có chồng thì được biết. Nó có nhiều cái mà mình không nói ra được đâu. Không nói ra được. Sao vô thấy... hoàn cảnh á, vô hoàn cảnh á thì mới biết thôi. Trời ơi, lấy vợ mà nói là vô hoàn cảnh. Không, đi vô ai đó mà vô cái hoàn cảnh như vậy á à, thì mới cảm nhận được, chứ kể không được đâu, thiệt luôn. Chưa trải sự đời. Nói là tâm trạng á. Giờ là ổng chưa thuộc bài đó cho nên là ổng còn sợ. Chưa có thể tin. Thơm lắm. Mình đã cùng cái đầu quên hết rồi. Quên thiệt, quên. Chỉ bây giờ là nhiệm vụ là phải học thuộc câu này câu hứa hả? Ờ, hứa mà hai câu này là coi phim là thuộc luôn rồi đó. Tại trong mấy phim mà của nước ngoài á là người ta hay đọc mấy câu nữa đó. Và bây giờ cũng tự nhiên tới lúc lượt mình cái quên. Rung quên. Mà ngồi đó quậy hoài luôn. Ngồi quậy cái nồi đó hoài luôn, khi nào mới xong? Khi nào thuộc cái này xong cái này. Trời ơi. Lần đầu tiên mà thấy chú rể còn tiếng vô thánh đường nữa mà vừa học vừa nấu ăn. Chuẩn bị hết rồi, 15 phút thôi là xong. Rồi. Tự tin luôn, 15 phút thôi là xong. Rồi ok, còn nhưng xong, mà phải ăn xong, ngon mới xong được. Tới đâu, xong tới đâu thì chưa biết. Còn cái món này là món ruột. Trời. Người ta là mấy chục năm trong nghề, còn tôi là mười mấy ngày trong nghề. Mười mấy ngày. Trời ơi, ông Nguyễn Phiên cũng nói mà cũng té ngửa luôn á. Dữ vậy. Phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng. 5 giờ sáng xong bắt đầu mới là chạy đi mua xương heo. Xong về rồi hầm. Mà tại vì ở nhà chỉ có cái bếp điện nhỏ vậy thôi nè. Đó cho nên là không có hầm cái nồi to giống như là mấy cái chỗ kia. Mọi người làm một lần một là xong. Còn mình là phải hầm tới 3 lần. Mỗi lần 2 tiếng rưỡi. Đó cho nên là cứ phải hầm cho nó đó. Thì nó mới cho ra cái nước như thế này đó. Rồi mình phải quậy cho nó đều là gì hả? Đúng rồi, để cho nó ra cái pasta này. Dạ. Dạ. Tôm dùm. Dạ. Cái này là bánh phồng tôm của Ánh Cua đem lên, là bữa nay được nằm trong menu đãi tiệc cưới của cameraman. Ghê chưa? Quá ghê luôn. Rất là vinh dự món này sẽ đi đầu tiên phong. Các bạn nhớ là bánh phồng tôm mua bên Ánh Cua là chiên ngập dầu thì nó sẽ ngon hơn nha. Còn chiên nào chiên không dầu thì nó sẽ không có béo, với lại nó không có phồng. Gì đó? À, lửa phải kiểu để cho dầu nóng thiệt nóng, xong rồi mình sẽ để lửa riu riu. Và chiên bánh phồng nó không có bị khét. Mà chiên nó ngộ nha, bánh phồng này phải lắc lắc thì nó mới phồng. Bánh phồng không biết chiên là cũng khó lắm á. Chiên cũng là kỹ thuật á. Không dễ bị cháy. Đó, phải lắc lắc vậy nó mới phồng đều lên. Bánh phồng tôm của Ánh Cua là bán 1 ký
260.000 một hộp là 500g, 130.000 một hộp. Các bạn nếu mà có mua thì liên hệ số hotline của Ánh Cua nha. Đây là chế phí tôm sẽ nghe điện thoại nhận hàng 0915 999 550. Trời ơi, lợi dụng quảng cáo nữa. Và đó là, và đây là gì? Tranh thủ. Ông cameraman giờ sợ luôn rồi. À, bây giờ cameraman đâu có thuộc số điện thoại hotline bên Ánh Cua đâu. Đâu nhắc lại cho nhớ lại. 0915 999 550. 550. Trời ơi. 0915 999 550. Cũng dễ nhớ mà. À, hai câu kia nhớ chưa? Hai câu hẹn thề nhớ chưa? Chưa. Chưa. Hẹn non hẹn biển. Anh cái máy bay chiến đấu của thằng Ukraine, xong nó nói là cái này là không phải là do Nga bắn mà do là đồng đội của mấy đồng đội tự bắn nhau, đồng đội mấy Ukraine thử đó. Cô chọn xong mà em thử, nhưng mà bánh hồng tôm này là em làm nha, em tráng bột, em trộn tôm, xay tôm rồi em phơi rồi em cắt ra luôn đó. Ghê vậy. Hồng tôm không? Dạ, nhà làm. Mà đồ vườn không? Nãy từ Bình Dương xuống là thấy mấy chị em với anh Toàn làm rồi. Làm từ sáng sớm, gà chưa gáy là đã dậy làm. Làm nguyên một tiệc cưới. Nguyên một tiệc cưới này là toàn là tự làm hết. Nhưng mà gỏi gà này nó lạ lắm. Đi từ lần đầu tiên Nam mà ăn gỏi gà mà có củ dền với củ su. Su hào. Củ dền đó. Đâu có lấy đồ cui vậy? Cái đây còn gì đồ cui, đây không phải lúc gỗ đâu. Phải lúc gỗ. Không có đồ cui rồi. Mua chai rượu mà không có đồ cui. Thôi,
cái vị nó lạ với cái cách rồi nãy giờ đúng là nãy giờ là không cứ nghĩ cái màu đó là màu gì thì giờ mới nghĩ là màu củ dền, nãy giờ tưởng là phẩm màu cũng hơi ngại ngại nhưng mà đây là màu đây organic là, đây là đồ quê không ạ. Đây, chú để đang ăn khui rượu. Rượu đây là của bạn Ánh tặng nhân ngày lễ sinh nhật ở lần lễ tụi vui 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 quá vui quá đó được rồi hai đứa. Anh không có gì hết, chỉ quen, có một cái thùng rượu vang. Hồi hộp quá cũng không biết. Vang Chile 2017, ủ từ năm 2017 mà. Em biết ngày hôm nay là vui nên là từ 2017 đã ủ rồi. Tính ra bao nhiêu tiếng đồng hồ là nhiều lắm. Bao nhiêu tiếng? 5 năm rồi tính ra bao nhiêu tiếng đồng hồ. À, biết bao nhiêu tiếng luôn, không thể nào, số là tỷ tỷ triệu triệu mà tính là dây luôn đi cho nó cho nên cho nó tăng chậm trình bạo luôn, nó vừa đấy đấy phải kéo xuống phải lên rồi kìa. Một thùng có 6 chai thôi, bữa nay mình công hết 6 chai á. 6 chai. Ở bên tây riết về quên các người vàng hôm nay mừng quá mà không biết nó mừng hay là nó mừng vì điều gì đây. Ồ, hên quá. Điều đáng mừng là nó khu chai rượu vàng nó đem đi qua bên kia nó lại đi mình rượu vang nhà làm rượu vang organic. Chú rể ơi, cô dâu đâu rồi? Ngủ đi ngủ rồi hả? Tẩy trang rồi hả? Chú rể kim đầu bếp phục vụ mọi quán quá ngủ rồi. Mà bây giờ chú rể vừa đầu bếp rồi vừa làm chú rể rồi vừa dọn bà vừa chạy bàn rồi bây giờ vừa dọn dẹp nữa, coi có công bằng không? Thì làm cái hết khâu chứ. Làm hết khâu luôn. Thì mình bày ra mình nấu thì mình phải bày nấu, phải dẹp. Dọn cho người ta ăn rồi mình phải dẹp. Rồi đi rửa chén. Còn rửa chén nữa. Ừ chứ sao giờ chén thôi rửa chén nữa. Làm cho nó đủ khâu luôn. Để được danh hiệu giống như bé khỏe bé ngoan là phải đầy đủ hết đúng không? Đời. Còn đó là chú rể khỏe chú rể ngoan là phải đầy đủ hết. Thấy cưới vợ một lần là đã cực chưa? Cho nên ít cái ông cưới lần 2 lần 3 lắm. Ít cái ông lần 2 lần 3 không phải là ít mà là không dám. Không dám cưới đâu. Ấy ít là lý do là không dám cưới nữa. Các bạn ơi, đây là một tô bánh canh ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, bánh canh Long Hương cũ nha. Ở đây là bánh canh Thúy. Hôm trước là Ánh Cua có quay một cái số ăn ở đây rồi và lộn địa chỉ. Ở đây mới là chính gốc nha, quán cũ dời qua. Alo alo, 1 2 3 4. Các bạn có thấy là cái giọng Bánh Cua bữa nay nó thay đổi không? Tại vì tối hôm qua đám cưới của cameraman là mình uống nhiều quá cho nên là giờ sáng nói không nổi luôn. Giờ ăn bánh canh để hồi sức lại. Bánh canh Thúy Long Hương ở đây là có nguyên một cái sườn que nè. Ánh Cua không có ăn giò heo, mình ăn cái sườn que với tôm chả. Mời cả nhà nha. Mình hấp nước lèo. Quá ngon. Mọi người có nghe được cái giọng của em không ta? Hồi tối nhậu gào thét quá. Ăn xong tô bánh canh này Anh Cua sẽ đi cà phê ở Bà Rịa, xong rồi mình sẽ đi về Trà Vinh chạy show đi đám cưới tiếp. Đây món mì chả cá quá.
quán đông quá trời luôn. Nặng chút xíu chanh. Cái này cầm luôn hả? Cầm cạp luôn chứ. Wow. Cái sườn quen thì rất là chất lượng luôn. Đây mời cả nhà nha, ăn cái này xong chắc no tới chiều quá. Thịt không quá đục, vừa phải. Đây là tô của chế thúy tôm, giống như của anh cua luôn. Anh cua ăn xong tô này thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Để chế thúy tôm còn thưởng thức tô bánh canh nó còn nóng, ăn nó mới ngon. Bây giờ thì anh cua xin kết thúc video ở đây. Thì sắp tới các bạn hãy theo dõi anh cua để xem những video sắp tới là về đám cưới, đám hỏi ở miền Tây và cụ thể là ở Trà Vinh. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ăn xong chạy show tiếp.